Em nghe anh nói không? Tỉnh rồi. Sao đầu em đau quá vậy? Tôi đã phạm sai lầm. Lần đầu tiên em thấy trăng sáng vậy á. Cái mỗi lần mà nằm nhìn trời vậy á, tôi nhớ ông Hải quá. Đúng là trong cái rủi là có cái may. Em yêu anh, anh đừng nói đến chuyện này. Chắc chắn là thất bại. Mẹ cứ bình tĩnh đã. Cô mới về nước cho nên không biết cái nhà đó. Trời ơi, họ khùng dữ lắm. Hùng từ cha tới mẹ cho tới con cái nữa. Bởi vậy cho nên mấy đứa con gái đó có ai dám rinh đâu. Vậy đó, mà lúc nào cũng làm ra vẻ ta đây là danh gia vọng tộc là tốt đẹp lắm. Mời cô ăn táo. Cô cũng nói đúng á. Ông bà giá coi vậy chứ dữ như hổ vậy á. Chỉ cần nghĩ tới họ là con ăn mất ngon à. Táo ngon. Con chào bác á. Ủa, Việt. Ủa, cậu còn dám ở đây à? Việt, ngồi chơi. Dạ, có gì mà không dám ạ. Cô giáo giúp con mà. Với lại con cũng chỉ ở tạm ít bữa thôi ạ. Việt sắp về làm chung với Lưu rồi đó chị. À, vậy là cậu sắp thành lập băng đảng à? Băng đảng. Cô Út, Yên Khê em đang làm chỗ của con cô Út. Dạ, thôi làm ơn. Đừng có lôi kéo con nhỏ vô con đường hư hỏng của mấy cậu nữa. Có gì hư hỏng đâu bác. Tụi con làm việc kiếm sống mà. Thôi, con xin bếp quả nhà, con đi công việc ạ. Thiệt là không hiểu nổi mẹ. Tự nhiên đi rước cái củ nợ này vô nhà. Con thiệt là hết chịu nổi mà. Đúng rồi, mày không chịu nổi đó thôi. Chứ nguyên cái nhà đâu có ai chịu nổi mày. Ông. Thôi, hai đứa. Sao lúc nào cũng gây lộn vậy? Nè, ba mẹ của thằng Việt á, bộ chưa biết nó từ nước ngoài về à? Ờ, dạ, chắc chưa đâu chị. Mà thôi, kệ tụi nó đi chị. Ông ơi, ông uống trà không? Con pha cho ông bình. Uống trà một mình cũng buồn lắm. Chưa bao giờ tôi có cảm giác cô đơn như lúc này hết. Sống bằng vậy, thà chết còn hơn. Ý, sao ông nói vậy? Ông, con tin chắc á, bà chủ đi vài ngày thôi thì bà chủ cũng về à. Còn mấy cô á, tối thế nào cũng về nhà thôi. Không có bỏ ông cô đơn đâu. Như một trận bão mới vừa đi qua vậy. Nó cuốn phăng hết tất cả mọi thứ. Đúng đó ông. Con á, cũng có cảm giác như vậy đó. Nó buồn sao đâu á mà mình không có nói được. Tự nhiên á, nhà trống trơn à. Bỏ đi hết, có mình con với ông à. Tôi nghĩ là ba đứa cháu tôi chắc nó không trở về đâu. Ở nhà nghỉ á, tụi nó thoải mái hơn nhiều. Chắc chắn á là ba anh em của cậu Hải thế nào cũng sẽ mò tới nữa. Tự nhiên sao tôi có cảm giác là ba đứa cháu tôi nó bỏ tôi mãi mãi rồi hay sao? Ông ơi, con tới rồi nè. Ông khỏe không? Ủa, cô Phương Dung. Em chào cô. Thôi cô ở đây cô nói chuyện với ông nha. Ông đang buồn á, tôi đi làm công chuyện. Trời ơi, cô tới tôi mừng quá. Nếu không thì tôi chết vì buồn rồi nè. Trời ơi,
Huy sao mà ông chết gì buồn được. Ông mà buồn hả là có nhiều người có tội với ông lắm đó. Vậy hả? Vậy tối nay mình mở tiệc đi nha. À, ông muốn mở tiệc như thế nào? Tiệc có đông thiệt là đông người hay là chỉ có con với ông ngồi nhậu thôi? Càng đông càng vui nữa mà. Tách được thách vui thôi. Càng đông càng vui hết ta. Bây giờ con rủ bé Trinh qua chơi nha. Ai cũng được. Dạ. Có chuyện gì vậy? Trời, có khi nào ăn nhậu sáng giờ chưa ngưng không? Ai là biết được bạn của thằng Phát là người thế nào? Chắc không phải là khách của anh ta đâu. Tôi đoán là khách của ngoại đó. Ủa? Vậy chẳng lẽ là ngoại tổ chức cái bữa tiệc này cho mẹ hả? Không có đâu. Thôi đừng có đứng đây mà suy diễn nữa. Cho dù như thế nào thì mình cứ vô coi thử đi. Nếu không có gì nguy hiểm hay không có gì ảnh hưởng đến mình thì mình đi về. Chứ tụi anh không nỡ để tụi em phải vô mình vậy đâu. Nguy hiểm lắm. Đi. Khóc quá. Về ra sao đây ngoại? Các con về vừa kịp lúc về. Mới tiệc mới bắt đầu thôi. Nhậu luôn á. Vô nhậu luôn mấy con. Trời ơi. Trời, bữa nay đông vui quá. Ở đây mình biết anh Hà rồi nè. Nhưng mà ngày hôm nay mới biết mặt thêm hai anh đẹp trai của anh Hà nữa. Trời ơi, gia đình gì đâu mà đẻ ba người con đẹp trai quá à. Bác để con ăn cơm một mình sao? Tôi không có đói. Mấy cậu đi giờ này sao chưa về làm tôi lo quá à. Mà sao cũng không ai gọi điện về nữa. Tôi có thử gọi mà sao không ai bắt máy hết trơn à. Bác đừng có lo lắng quá. Mấy anh đang ở bên chị. Họ ít có thời gian ở bên nhau mà. Nhưng mà ít ra cũng phải gọi điện thoại về nhà báo chứ. Chắc là bây giờ họ đang vui vẻ bên nhau nên là quên hết mọi chuyện. Con thấy bác có quá nhiều lo lắng. Lúc con đi chơi với Việt, bác cũng lo lắng. Đôi khi con tự hỏi, chỉ có mẹ đẻ của con mới có thể lo lắng cho con đến như vậy thôi. Tánh của tôi đối dài cũng vậy hết trơn á. Bác én à? Bác cho con hỏi câu này nha. Bác thật sự không biết mẹ đẻ của con là ai hả? Con hỏi chuyện này vì con nghĩ là bác làm ở vùng này cũng rất lâu. Biết đâu bác biết được chuyện gì. Tôi không biết trả lời với cô như thế nào nữa. Tại vì tôi không có dính dáng đến mấy chuyện này. Với lại tôi không thể nào biết được bí mật của họ. Giả dụ như là nếu mà bác biết được mẹ đẻ của con là ai, bác có nói cho con biết không? Bác có nói cho con biết không? Hả bác? Bác trả lời con đi. Điện thoại. Chắc là cậu Giang gọi về. Alo, cậu Giang hả? Trời ơi, tôi mừng quá, vậy là tôi yên tâm rồi. Dạ, ba anh em tụi con chạy thẳng từ bến xe về nhà ba chị em chơi rồi. Dạ. Thôi không cần đâu Thím ơi, ở đây ăn nhậu với lại cụ tính sùm với mấy người bạn nó vui lắm. Dạ, vậy thôi. Lâu lắm mới gặp anh. Anh đẹp trai, phong độ và nhìn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cảm ơn lời khen của cô. Bây giờ tôi thấy bản thân mình cũng khác trước nhiều lắm. Không phải do tôi giàu có lên đâu, mà là nhờ ơn của người phụ nữ trước đây từng khinh rẻ tôi đó. Thôi, chuyện đó đã là chuyện quá khứ rồi. Tôi hiểu mà. Ít nhiều thì tôi cũng đã chứng kiến anh phải chịu được những gì. Bỏ qua đi. Bản thân tôi thì luôn chân thành với mối tình đó. Còn Hải Yến thì sao chứ? Cô luôn coi thường tôi. Cô coi tình cảm tôi dành cho cô không ra gì hết. Cũng may tôi có hai ông anh. Nhờ vậy tôi mới thoát khỏi mối quan hệ đó. Nhưng bây giờ tôi thấy anh đang hạnh phúc cơ mà. Nào, hãy kể cho tôi nghe về tình yêu mới của anh đi. Anh Hải nè, em muốn đi làm lại ở chỗ anh Lu. Hai thằng mày nhanh lên, xuống đây. Gì vậy? Coi Yên Khê nói gì nè. Bây giờ nó không muốn ở đây nữa, nó muốn đi qua chỗ thằng Lu làm việc. Coi bộ là anh em mình hết giữ chân Yên Khê được rồi đó. Gì vậy Yên Khê? Anh không tin là em bỏ tụi anh đi luôn á. Em làm gì tụi anh buồn chết à? Anh đừng có nói vậy. Anh biết ý em không phải vậy mà. Em vẫn sẽ ở lại đây. Đúng rồi đó, em phải ở lại đây. Em mà đi tụi anh sẽ nhớ em nhiều lắm. Mấy anh hãy hiểu cho em. Anh luôn còn nhớ em hơn là mấy anh nữa.
Với lại ở đây em cũng không biết làm gì ngoài những việc mà bác Én kêu em làm. Anh biết em muốn ra cửa hàng thời trang làm việc là để gần cậu Việt đúng không? Dì cũng đang làm việc ở ngoài đó. Đúng vậy, em không muốn mấy anh có cảm giác là em đang lừa dối mấy anh. Với lại em cũng muốn làm việc nữa. Em cứ làm gì mà thấy hạnh phúc là được rồi. Miễn sao ở đây tụi anh ha, đừng đi đâu hết trơn. Cứ thoải mái đi, tụi anh luôn ủng hộ em mà. Yeah. Ăn đi. Nè. Dạ. Anh có chuyện này rất là vui nói cho em biết. Mà anh bảo đảm là khi anh nói cho em nghe xong là em còn vui hơn anh nữa. Chuyện gì vậy? Anh cứ nói đi, anh cứ làm em hồi hộp quá. Yên Khê nó nói với anh là nó đồng ý quay trở lại đây làm việc rồi. Sướng chưa? Trời ơi, chắc cô ấy cũng nhớ nơi này lắm đó. Cái đó thì anh không biết. Không biết là nó nhớ chỗ này hay là nó nhớ cái thằng làm việc ở đây nữa. Thôi nhưng mà thôi kệ nó đi, nó nhớ ai cũng được. Miễn là nó quay trở lại làm việc là tốt rồi. Nhưng mà anh Việt làm được không anh? À, thì cũng được. À, nó không hẳn là một người tài năng, nhưng mà có điều là nó làm rất tốt nhiệm vụ của nó, trong khả năng của nó. Em thấy đó, nó làm việc mà nó đâu cần phải tốn quá nhiều công sức đâu. Nếu mà anh có thêm vài thằng nhân viên như vậy nữa thì tốt quá ha. Dạ, ngày mai bên em sẽ giao hàng cho chị. Dạ dạ, em nhớ rồi, dạ dạ, vâng, cảm ơn chị. Con khỏe không? Con khỏe. Nói thiệt với anh, tôi cũng chỉ là cháu gọi là dì. Nhưng mà tại vì quen miệng từ nhỏ nên gọi theo chị Dung là ba má vậy thôi. Phần ăn nhờ đậu cực lắm. Hai ông bà nói gì tôi cũng phải nghe theo hết. Thiệt hả? Nhà tôi ở dưới quê xa đây lắm. Không hiểu sao từ nhỏ dì lại đón tôi lên đây nuôi. Nhưng mà cuộc sống của tôi trong nhà dì không có được vui. Nhất là khi chị Dung bỏ đi. Hay cô đồng ý lấy tôi đi. Cái gì? Anh bị khùng hả? Thì đằng nào chả vậy. Thôi tôi không lấy người như anh đâu. Nghĩ gì vậy bà? Uống thuốc chưa? Làm như tôi thích cô vậy. Bản thân tôi đâu cần lấy vợ cũng được. Nhưng mà tôi cần phải lấy vợ để được thừa hưởng một phần tài sản này. Anh nói thiệt hả? Thiệt. Kể tôi nghe coi. Thì bà cô tôi nói nếu như tôi đồng ý kết hôn thì sẽ cho tôi hưởng một phần tài sản này. Còn nếu không thì không có gì cả. Hay thiệt á. Để tôi tính coi. Chúng ta phải nói chuyện với nhau thôi. Dù con không thích thì con cũng phải nghe bà nói. Bà đừng trách mắng về những việc con đã làm. Con biết rõ mình đang làm gì mà. Sao con lại nổi nóng như ba? Nghe bà nói cái đã chứ. Nếu không thì con sẽ ân hận đó. Dù thế nào thì con cũng sẽ chiến đấu tới cùng. Con muốn sống như mình mong muốn. Mà con muốn làm chủ cuộc sống của mình bà. Biết à. Con sai rồi. Sống như vậy thì con được cái gì? Nhìn lên mình đi. Có khác nào một thằng khố rách áo ôm ngoài đường phố không? Mà vì cái gì? Vì con bé ngớ ngẩn như vậy à? Bà. Hơn nữa, con đã hiểu gì Yên Khê là người ra làm sao chưa? Bà đang nói gì vậy? Bà đang nói gì Yên Khê đó? Vì lý lịch của nó. Yên Khê không phải là con của bà Út. Bà Út nhận nó từ trại trẻ mà coi mang về nuôi. Một người báo cho bà biết tình này, họ bảo đảm đó là sự thật. Vậy thì ba không hiểu rõ về con trai ba rồi. Sao? Con không quan tâm tới những việc tầm thường như vậy. Con không quan tâm tới việc ba mẹ Yên Khê làm tổng thống hay là một kẻ ăn mày nào đó. Con chỉ quan tâm đến cô ấy thôi bà. Việc à, cậu suy nghĩ rất là đúng, rất là chín chắn luôn á. Nhiều khi Yên Khê không phải là con của cô Út á thì lại tốt hơn. Nếu như mà là tôi được chọn á, tôi cũng sẽ không bao giờ chọn tôi là cháu của bà đâu. Cậu Lưu à, phiền lòng cậu. Đi chỗ khác cho cha con tôi nói chuyện. Tôi còn nhiều chuyện phải nói với con tôi. Bà. Dạ thưa bác. Hình như chỗ này là của con á. Tôi biết. Việc. Phụng con, bà cảnh cáo con, nếu như đêm nay con không trở về nhà thì đừng bao giờ trở về căn nhà đó nữa, nghe chưa? Bà sẽ không giúp con bất cứ điều gì và bất cứ lúc nào.
Bà thề với con đó. Việc à, bác nghĩ con không nên để cho ba của con cản trở cuộc sống của con. Bác rất phản đối cái chuyện mà cha mẹ can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng của con cái. Tại sao vậy? Tại sao lại bắt con cái sống theo ý của mình chứ? Cái đó nó xưa lắm rồi và cũng không công bằng cho giới trẻ. Con luôn chắc chắn về những điều con đang làm, nhưng con ngại ba con sẽ gây khó dễ. Điều con lo lắng nhất là ba con sẽ tìm mọi cách để chia rẽ giữa con và Yên Khê. Con sẽ không thể tin nổi khi điều ấy xảy ra. Cái quan trọng nhất bây giờ là cái thái độ cư xử của cô Út kìa. Tôi không thể tưởng tượng được tại sao bà lại có thể đi nói với ba em Yên Khê không phải là con hợp pháp của bà. Cái bà này bà xấu miệng ghê luôn á mẹ. Ờ, thôi, chắc có lẽ là mình nên quên chuyện này đi. Đừng bàn tán nhiều quá trong khi còn nhiều việc khác phải làm. Còn con nghĩ sao Yên Khê? Con xin lỗi, con muốn nói chuyện riêng với anh Việt một chút. Hai đứa nói chuyện đi, mình ra ngoài thôi Lưu. Nè, hai đứa làm ơn nha, bình tĩnh suy xét nha, đừng có để ai thao túng cuộc đời của mình nha. Anh Việt à, em nghĩ anh không nên xem thường lời khuyên và sự lo lắng của ba anh. Mặc dù mọi việc của ông ấy làm là hơi khắc nghiệt, nhưng anh nên nhớ là ba anh luôn yêu anh và lo lắng cho tương lai của anh. Anh nên thông cảm cho ông ấy. Anh rất hiểu điều đó, nhưng em không biết, ông ấy là người rất ích kỷ và luôn chỉ nghĩ cho mình. Ông khăng khăng ép em về xa anh vì ông thích thể hiện uy quyền với người khác. Ông còn không khác gì bà Úc, có khi còn tệ hơn nữa. Không đâu, anh nhầm rồi. Anh không nên so sánh như vậy. Và trong chuyện này thì hoàn toàn khác. Anh nên nhớ, chính anh đã bỏ học để về đây, trong khi ba anh đã tốn rất nhiều tiền để lo cho anh ăn học. Em nghĩ điều đó là không nên. Em không muốn ở cạnh anh sao? Sao anh lại hỏi vậy? Em yêu anh, nhưng em không thể ích kỷ giữ anh lại bên mình được, khiến anh phải bỏ học như vậy. Tình cảm của hai đứa mình quan trọng, nhưng mà anh phải nghĩ tới tương lai của mình nữa. Anh không nên hy sinh vì tình cảm để sau này anh phải hối hận. Anh không hối hận gì cả. Em đừng nói như vậy với anh. Em biết là anh yêu em và anh không hối hận gì cả. Em là tương lai của anh. Có em, anh sẽ làm được mọi thứ. Anh sẽ cho em thấy anh sẽ thành công và không cần phải dựa dẫm vào ba mẹ. Anh sẽ chứng minh cho em thấy. Em thấy không thể để hắn làm bất cứ điều gì mà hắn muốn thêm nữa. Mấy anh cứ sang nhà tụi em bất cứ khi nào mà mấy anh thích. Phải để cho hắn thấy là tụi mình không có sợ gì hắn hết á. Để coi thằng Phát nó sắp xếp cuộc sống rồi tổ chức công việc như thế nào. Nhưng mà em nghĩ tốt nhất là bây giờ anh em mình á nên suy nghĩ ra một cái bạch nào sẵn đi trước khi bà Lan quay trở về. Hà nói đúng đó. Em nghĩ đó là điều cần làm nhất bây giờ. Mà sao mãi chưa thấy Yên Khê xuống ăn tối? Yên Khê đi hồi chiều rồi tới chỗ cậu Lưu á. Chắc sắp tới là sẽ làm việc ở chỗ cửa hàng thời trang. Mấy người ăn trước ha, còn Yên Khê sẽ ăn sau. Tôi trễ rồi, chắc là em phải về với Sơn Hải thôi. Nó đang chờ em đưa ngủ. Hơn nữa, để ngoại một mình ở nhà lâu quá, sợ sẽ buồn lắm. Vậy á, chừng nào cô đi á, cô nhớ mang cụ theo. Ông cụ rất vui khi qua đây chơi đó. Vậy để ngày mai, khi nào mà ngoại thích á, con sẽ đưa ngoại sang đây chơi, được không? Ừ. Không. Em có ý này hay hơn à. Ngày mai, nguyên một nhóm mình sẽ đi qua bển ăn tối. Nghe được á. Vậy được á, bữa nay mình qua bển ăn luôn. Em cũng thích ý này á. Vú, lâu rồi vú chưa gặp ngoại đúng không? Ngày mai vú qua bển luôn nha. Ừ, chắc chắn là vú sẽ đi. Trời đất ơi, lâu rồi không gặp ông ngoại, cũng nhớ ông ngoại dữ lắm. Dạ. Thôi bây giờ để anh chở ba chị em về. Hả? Thôi, ở nhà để tao chở về cho. Gì? Dạ. Anh tính đưa ba chị em bằng chiếc xe cà tàng của anh hả? Có gì đâu, còn nếu như ba chị em ngại thì thôi. Để anh chở ba tụi em bằng xe của tụi em.
Đây là của em nè. Xe mày à? Ừ, cũng được. Để chìa khóa ngoài luôn á. Hảo, Hảo, em có sao không? Hả? Em có sao không? Em không sao. Anh coi coi, Luli và Đỗ Quyên có bị gì không? Mấy đứa có sao không? Em không sao. Chỉ bị choáng một chút, đập đầu vô thành ghế nè. Luli. Ly. Luli. Luli. Ly. Luli. Em bị sao vậy? Chị. Ly. Luli bị sao rồi nè? Luli. Luli. Anh ơi, anh mở cửa. Có chuyện rồi. Mở cửa. Chuyện gì mà khuya mày mai nói? Anh hai bị tai nạn rồi kìa. Tai nạn gì? Anh mới gọi về, nó có mấy câu cấp máy rồi. Đi ra bệnh viện nhanh lên. Thầy Ất, cô đi đâu đến giờ này mới mò về? Em đi xem phim cùng với Trinh. Bây giờ cô chán đi cùng chồng rồi phải không? Cô chỉ thích ra ngoài giao du, còn bỏ tôi ở nhà một mình, có đúng vậy không? Có cần thiết ngày nào cũng phải kè kè ở bên nhau cho đến khi hết đời không mà anh? Hôm nay quán bar đóng cửa, em có quyền đi chơi với bạn bè chứ. Cô không phải vòng vo, cô cứ nói thẳng toẹt ra là cô không thích ở bên tôi nữa. Nhưng dù thế nào thì cô cũng đừng cho mình cái quyền tự do quá trớn như vậy. Buổi tối cô thích đi đâu thì đi mà không thèm hỏi ý kiến của tôi. Như vậy là cô đang coi thường tôi, cô nghe rõ chưa? Đủ rồi. Anh muốn tôi phát điên lên à? Tại sao anh không thay đổi chút nào thế hả? Lúc nào cũng ghen tuông, lúc nào cũng mù quáng. Tôi không làm điều gì sai hết, tôi không làm điều gì xấu xa hết. Anh đừng có bao giờ nghĩ rằng anh có thể đối xử hay là giữ tôi như thể tôi là con chó trong nhà anh ấy. Dạ, bình tĩnh đi ngoại. Con đã nói với ngoại rồi, không có sao hết á. Con và Đỗ Quyên chỉ bị chạy chút thôi. Có Luli thì nó bị nặng hơn một chút, nhưng mà cũng không có gì nghiêm trọng đâu. Ngoại à, ngoại nhắn với chị Lê á là ở nhà trong Sơn Hải giúp con nha. Dạ. Dạ thôi con cúp máy nha ngoại. Cũng may á, anh nhanh tay xử lý kịp chứ không là cả đám tiêu hết rồi. Em đoán cái người mà bắn tụi mình á muốn gây ra một cái tai nạn kinh hoàng nhưng mà đã không thành công. Anh nói thiệt với em, anh mà biết đứa nào làm cái chuyện này anh cắt cổ nó, anh không có để cho nó yên đâu. Anh nào mình báo công an đi, những chuyện như vậy xảy ra rất là nguy hiểm. Anh chị kể lại thật chi tiết để chúng tôi ghi lại làm căn cứ điều tra. Vậy anh chị khẳng định có kẻ nào đó bắn vào xe phải không? Thì kẻ đó là ai? Lúc đó tôi đang tập trung chạy xe với lại nói chuyện với mấy chị em cho nên không để ý. Cho đến khi nghe tiếng nổ, bánh xe bị bể. Cũng may lúc đó tôi thắng kịp. Anh cố nhớ lại đi, chúng tôi cần biết dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất. Em, ráng nhớ lại thôi. Tôi thấy có một bóng người trên đồi. Là nam hay nữ? Tôi không dám chắc nữa, nhưng mà tôi nghĩ đó là phụ nữ, bởi vì hình dáng khá là mảnh dẻ. Một người phụ nữ hả? Dạ, đúng rồi. Em nghĩ người phụ nữ đó cao mà tóc dài. Có khi nào là chị ta? Còn rắn độc đó đã trở lại không? Có thể là cô ta đó. Là cô Dung mà các anh đang điều tra. Các anh có nghĩ là như vậy không? Ngon quá, lâu lắm rồi còn mới ăn món này. Xạo đi con, tuần trước mới ăn đây. Tuần trước với tuần này á là 2 tuần rồi. Vậy lâu lắm rồi. Alo, Nguyễn Khê hả? Sao em? Nói vậy? Gì bị tai nạn? Mà anh sao bị tai nạn? Em kia bị sao anh? Cái gì kỳ vậy, mới ngày đầu đi làm mà em bị vậy rồi sao? Phải anh kia, không phải. Có chuyện gì vậy con? Có cái gì đâu mà quýnh quán lên như gà mắt đẻ. Trời, Loan đi. Con ăn đi. Nói nhiều quá. Có gì nghiêm trọng không? Sao Yên Kê, em nói lại cho anh nghe coi, bị tai nạn sao? Chuyện xảy ra khi đêm qua anh Hải đưa chị em chị Thạch Thảo về. Không, cũng may là không có chuyện gì nghiêm trọng. Nhưng mà Luli phải nằm viện rồi. Luli, em nghe anh nói không? Tỉnh rồi. Sao đầu em đau quá vậy?
Thôi thôi đừng có động lên. Cái gì vậy? Đừng, em bị tai nạn á. Chấn thương trên đầu nhẹ nhẹ thôi. Phải băng bó vậy cho nó mau lành. Em không biết đâu nữa không nhỉ? Chị Trầy sẽ sơ người thôi. Sức thuốc hết rồi. Anh thì chăm sóc cho em. Vài bữa có hết ạ. Rồi chị Thảo, chị Quyên và anh Hải có sao? Mọi người tốt hết. Đang ở đồn công an để mà lấy lời khai. Yên tâm đi. Hai bác qua đây tìm tôi có chuyện gì? Tại sao cậu bị tai nạn? Cậu lại đổ lỗi cho con gái tôi. Thế chuyện gì xấu xa cậu cũng nghĩ nó làm là sao vậy? Bác nghe ai nói vậy? Chưa ai kết tội con gái hai bác mà. Hai bác phải bình tĩnh đi. Vậy chứ tại sao công an tới nhà để tìm con Dung? Hả? Tôi đã nói rồi, nó không có ở nhà. Kiếm nó làm cái gì? Nếu như mà công an kết tội con gái của bác về cái vụ tấn công tối hôm qua, đó là chuyện tất nhiên, họ có cái lý của họ. Nếu như họ nghi ngờ, tôi không có gì là ngạc nhiên hết. Cô ta còn làm những cái chuyện còn khủng khiếp hơn kìa. Thậm chí là dám giết người đó. Cậu im cái miệng thúi cậu lại đi. Tôi không cho phép cậu á vu khống con gái tôi trước mặt tôi. Hai bác đừng cố tình bao che những việc mà chị ta đã làm. Đó không phải là hành động yêu thương con gái của mình đâu. Được rồi, nếu như các cậu á có bằng chứng đưa ra đi. Tôi sẽ giao nộp nó cho công an liền. Đừng có mượn gió bẻ măng vu khống con gái tôi. Tôi không cho phép đâu. Hai bác muốn làm sao thì tùy, tôi không quan tâm. Đóng cửa. Sao mọi chuyện xui xẻo cứ xảy ra với hai nhà đó vậy nhỉ? Không lẽ cứ phải trả giá như vậy hoài ta? Ông, con hỏi thiệt, cuối cùng họ đã làm cái gì vậy? Ông biết không? Thôi, tôi cũng thắc mắc, tôi cũng đang nghĩ vậy. Tụi nhỏ nó có tội tình gì mà tại sao xui xẻo cứ đổ trúc lên đầu tụi nó hoài vậy chứ? Thôi, ông nghỉ ngơi đi. Vài bữa nữa con qua thăm ông nha. Chắc không sao đâu, ha. Đến liền nha, đến liền nha. Đừng để thân già này leo cây tội nghiệp nha, cô Phương Dung. Dạ, con biết rồi. Con qua bên đó. Rồi, con với ông nấu cháo tiếp chuyện này nha. Bye bye. Ê, hay, con chào ông. Trời ơi, lên như ma vậy đó. Ủa mà sao bữa nay đi sớm vậy? Thì đem mấy bộ đồ diễn tới sẵn, để khi cần thì khỏi quên đó mà. Rảnh không? Ở đây kể cho chuyện này nghe. Trời ơi, chuyện kinh khủng. Chém gió một cái là hết hồn luôn. Chuyện gì? Mà sao tôi thấy mà háo hức quá vậy ta? Không, chuyện này buồn lắm. Chuyện này rất buồn. Của bồ hả? Không, của người ta, nhưng mà tôi buồn. Ôi trời. Này, có biết ba chị em nhà chị Thảo không? Biết. Tối ngày hôm qua mới vừa xảy tai nạn rồi. Cái trời gì? Trời ơi, một tai nạn khủng khiếp, chết hết rồi. À không, sắp chết rồi. Tai nạn hả? Bồ nói thiệt không vậy? Kể liền. Chuyện sao? Cũng mới biết từ đó à. Từ từ kể cho nghe. Ủa, cô đi làm hả? Sao đi sớm vậy? Dạ không, con tính đến bệnh viện thăm Luli. À, cô ơi, cô có khách đó. Ai vậy chị? Hình như là ba của cậu Diệt đó. Cô có muốn tiếp không? Nếu như cô không muốn tiếp thì tôi ra tôi nói với ổng là cô đi vắng ha. Đúng vậy đó. Cô đừng có tiếp ha. Con không có lý do gì để trốn tránh hết. Nhất là khi người đó lại là ba của bạn trai con. Ừ, nhưng mà tôi biết là như vậy, nhưng mà lỡ ông làm tổn thương cô thì sao? Chị cứ để bác ấy vô đây. Dạ. Con muốn biết bác ấy cần gì ở con. Thôi được rồi. Nếu mà cô muốn như vậy thì cô cẩn thận nha. Đừng có tin những gì ông nói á. À, hay là cô muốn thì tôi đi theo cô tiếp ổng. Không sao đâu bác, con muốn nói chuyện với bác ấy. Đây. Diệt. Dạ. Tôi hỏi cậu câu này nha. Anh hỏi đi ạ. Ba cậu là người sao vậy? Ông là người rất nghiêm khắc, khá gia trưởng, suy nghĩ hơi cổ hủ. Có những lúc ông cay nghiệt tới mức hết chịu nổi. Ông có phải là người thành đạt trong công việc không? Ông là một bác sĩ giỏi, kiếm tiền tốt, rất nhiều người nể phục. Nhưng ông chỉ dung hòa với những người cùng địa vị với mình. Còn lại thì hầu như là ông không chia sẻ với những người kém hơn mình. Mẹ em thì nhất nghe theo ông ấy.
và không biết gì ngoài xã hội cả. Mẹ của cậu lớn tuổi chưa? Cũng không già lắm, mặc dù hai người sinh em ra hơi trễ. Tôi hỏi thầy cậu nha. Dạ. Nếu như mà cậu kiên quyết không nghe lời hai người đó thì ba mẹ cậu có bỏ cậu luôn không? Cái này thì em cũng không biết. Em cũng hy vọng là ba em để cho em sống yên ổn theo ý mình. Mặc dù em nghĩ khả năng ông giữ lời hứa và không quay lại tìm em rất cao. Tôi không muốn quan tâm đến nó nữa, bởi vì tôi không muốn phải cầu xin ai hết. Nhất là tôi biết mình làm việc của mình là đúng, nhưng bởi vì nó là con trai của tôi thôi, tôi phải có trách nhiệm về tương lai của nó, buộc lòng tôi phải làm cái việc là giành giật nó. Tôi nói vậy cô hiểu chứ? Con đồng ý với bác. Thưa bác, bất cứ người cha có trách nhiệm nào cũng đều nghĩ và làm như bác hết. Đã vậy, sao cô đứng về phía nó mà chống lại tôi? Bác nhầm rồi, con chưa bao giờ chống lại bác hết. Cô Yên Khê à, nếu cô thật sự yêu con trai của tôi thì cô nên rời xa nó đi, để nó hoàn thành xong cái việc học tập của nó đã. Bác à, cháu chưa bao giờ ngăn cản việc học của anh Việt hết. Nè, cô đừng có thoái thác nha. Không ai khác, chính cô là người rủ nó về đây ha. Cho nên người trách nhiệm không ai khác chính là cô. Cô phải chịu trách nhiệm về việc bỏ học của nó. Bác nói như vậy là không đúng, con chưa bao giờ làm như vậy hết. Nè, chính mẹ nuôi của cô đã báo cho tôi biết điều đó, và qua bà ta tôi biết cô là con nuôi của hai vợ chồng đó. Mẹ con đã nói như vậy với bác sao? Ai nói không quan trọng, nhưng điều quan trọng là tôi không muốn con trai của tôi phải cưới một cô gái lý lịch không có rõ ràng. Tôi nói vậy cô hiểu chứ? Xin lỗi, ông không được nói như vậy. Con muốn nói chuyện riêng với bác Nam một chút, bác làm ơn ra ngoài được không? Yên Khê, để cho bác nói đi mà. Ông Nam à, tôi muốn hỏi ông như thế nào là không rõ ràng vậy? Ông đừng có dùng cái quyền của người lớn để mà ăn nói với tụi trẻ như vậy. Yên Khê, cô đừng có để cho mọi người thiếu tôn trọng cô, coi thường cô như vậy được không? Xin lỗi, bà là ai mà xen vào chuyện của tôi? Có thể tôi không là gì của ông hết, nhưng mà tôi hiểu Yên Khê, và tôi yêu cầu ông, yêu cầu ông phải tôn trọng Yên Khê, vì cô ta xứng đáng được như vậy. Có thể hỏng chừng cô ta đáng được trân trọng hơn ông đó. Bà biết bà đang nói cái gì không? Tôi không trách nhiệm phải nghe lời của bà ha. Ông à, ông phải nghe, ông phải nghe dù ông thích hay là không thích. Tôi nói thiệt đó, cô Yên Khê xứng đáng nhận được tình yêu của con trai ông. Và bây giờ tôi mới hiểu tại sao con trai ông không nghe lời ông. Vì ông là một người hết sức ngạo mạn, hết sức là lạm quyền, và ông độc tài lắm. Ông bắt buộc người ta là phải tuân theo những ý kiến của ông, đúng chưa? Tôi báo bà biết, bà chính là người đang lạm quyền đó. Xin lỗi, ông được quyền gì? Ông được quyền gì mà hạ nhục người khác ngay tại nhà của người ta như vậy? Tôi nói thật, Yên Khê sẽ không đơn độc một mình đâu. Và tôi sẽ không khoan nhượng với ông nếu ông tiếp tục làm cô ta tổn thương như vậy. Nè, tôi không có rảnh rang để mà hiểu cái chuyện của bà hả? Và tôi không việc gì phải tranh cãi với bà. Còn cô, tôi nói cho cô biết, hai người nên chia tay nhau đi, vì kết quả tình yêu này không có gì tốt đẹp đâu, hiểu chưa? Yên Khê, tôi hứa tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho cô. Yên Khê, có thể là bác ấy đúng. Em ngồi đây làm gì vậy? Về nhà đi em. Em không có ngủ được, cứ suy nghĩ về chuyện của ba chị em mình. Mọi thứ cứ như là quay cuồng ở trong đầu á. Mọi việc rồi sẽ ổn thôi, Lưu Ly đang bình phục.
Em đừng có lo lắng quá. Em phải làm cái gì bây giờ hả chị? Tiếp tục ngồi đây chờ mẹ và anh Phát quay trở về, hay là bỏ đi cùng với anh Hà để giúp ảnh chống lại những kẻ thù đang muốn đâm sau lưng của ảnh? Giá như biết được kẻ đứng đằng sau tất cả những chuyện này, biết được kẻ thù của Hà là ai. Nhưng mà lũ hèn đó chỉ ẩn nấp và chỉ tấn công ngay lúc chúng ta mất cảnh giác nhất. Vụ tai nạn là một ví dụ. Chị có nghĩ mọi chuyện liên quan tới Mụ Dung không? Có thể là bà ta, bởi vì tất cả những chứng cứ đều chứng minh những chuyện này là do bà ta gây ra. Em thì cũng không dám chắc nữa. Cũng có thể liên quan tới Hải Yến và đám mặt rô tay chân của lão An. Bọn chúng vốn dĩ rất là ghét anh em của anh Hà, luôn tìm cách hãm hại. Chúng chưa bao giờ bỏ cuộc nếu như chưa thấy họ thất bại. Anh em nhà anh Hải có quá nhiều kẻ thù ác độc. Những vụ tấn công có thể đến từ mọi nơi. Nếu mà là một người khác á, chắc chắn họ đã bỏ trốn rồi. Nhưng ba anh em bọn họ thì chưa bao giờ chịu đầu hàng hết. Ừ, họ lại có thể vì chị em nhà mình. Vì vậy chúng ta phải luôn bên họ để chống lại đám người hèn hạ kia. Phải luôn bên vực và cổ vũ ba người đó bằng mọi giá em à. Ừ, chắc chắn phải là như vậy rồi. Hơn lúc nào hết, họ rất cần có ba chị em mình ở bên cạnh. Không thể nào bỏ rơi họ được. Phương Nhung có nói gì nữa không? Không, chỉ vậy thôi. Cổ nói là anh Hải gặp tai nạn khi trên đường chở ba chị em cô Thạch Thảo về nhà. Có ai bị thương không? Nghe nói hình như là không sao. Có một mình cô Luli á, là bị nặng nhất, đang phải nằm bệnh viện thôi. Chỉ thế thôi à? Biết rồi, bồ đang thất vọng lắm đúng không? Bồ mong là Đỗ Quyên sẽ là người nặng nhất. Nhưng mà chia buồn nha, Đỗ Quyên đang rất là khỏe mạnh bên cạnh anh Hà đó. Không ai nắm tay được mãi đâu. À, nếu như mẹ có gọi điện về, chị cũng đừng có nói cho mẹ nghe chuyện của Luli nha. Em không có muốn mẹ buồn rồi lại suy nghĩ nhiều. Chị cũng nghĩ như vậy. Không nên để mẹ biết thêm chuyện gì hết. Hơn nữa mẹ lại có thêm lý do để đổ lỗi cho anh em nhà anh Hải. Hãy để mẹ nghỉ ngơi sau tất cả những chuyện đau lòng xảy ra. Chỉ còn ba chúng ta ở đây, tao muốn hỏi hai chúng mày một chuyện. Chúng mày phải trả lời thật. Có gì mà anh rào đó dữ gì không biết. Có phải chúng mày đã bắn vào xe thằng Hà chở ba chị em con Thạch Thảo không? Không, tụi tôi đâu có rảnh đâu mà làm chuyện đó. Với lại mấy việc đó tụi tôi giết nó để được cái gì? Mà ông biết mục tiêu của tụi tôi là thằng Hà, mà lâu lắm rồi hai đứa tôi đâu có gặp nó đâu.
Dạo này á, tụi tôi cũng nhận được nhiều hợp đồng mới, ngon hơn nhiều. Không có làm cái chuyện nguy hiểm gì đâu. Mà không phải là không làm, tụi tôi chỉ chờ cơ hội thôi. Mà sao tự nhiên hôm nay ông lôi chuyện nó ra ông nói vậy? Phương Nhung đã kể cho tao biết về vụ tai nạn. Tao nghĩ không phải chúng mày gây ra, thì còn ai vào đây? Vậy là anh em nhà thằng Hà có hơn hai kẻ thù. Trời, nhà tao mày chưa có kịp làm mà có người khác làm rồi hả? Ừ. Có thể, nhưng không biết ai có thể gây ra chuyện động trời này chứ. Ai gây ra chuyện động trời này chứ? Ai ra chuyện động trời này chứ? Làm đi, ngó gì vậy? Tao thấy cái xe đó, nó chạy qua chỗ này 2-3 lần rồi. Mà cái con đường này hồi xưa giờ đâu có xe nào chạy qua đâu. Chỉ có xe anh em nhà này thôi. Tao thấy cái chuyện gì đó hơi lạ. Lạ gì? Mày ở đây đi, để tao chạy ra tao coi. Cho tôi đi với. Mày phải cẩn thận đó. Ừ. Tao thấy là có chuyện gì sắp xảy ra. Sao rồi công chúa của anh? Anh rất tiếc những gì xảy ra cho em. Nhưng mà em đừng có lo nữa, mọi chuyện đã qua rồi, em sẽ nhanh chóng bình phục. Nhưng mà bây giờ nhìn em thấy chán quá, hết đẹp rồi. Không có đâu con, chỉ hơi xanh xao chút xíu nhưng mà đẹp thì vẫn còn nguyên. Con yên tâm đi nha, đây là một bệnh viện rất là tốt, con sẽ mau bình phục thôi. Dạ. Anh tặng cho em. Đó, thấy chưa? Người ta không có thích bông. Mẹ đã nói với con rồi là mang sô-cô-la nho tặng đi. Con thì con nhà bác có sô-cô-la ngon ngon dữ lắm con. Vậy mà nó không chịu đi mua bông tặng con nè. Mày làm gì vậy? Bệnh sao ăn sô-cô-la, bông đẹp hơn. Con biết Loli thích bông nên mới mua bông. Cảm ơn anh nha. Ờ? Rồi xong. Mua bông chi đụng hàng rồi nè, có người tặng bông nữa nè. Ơi, có người bắt trước tôi kìa. Em đỡ chưa? Em đỡ rồi. Tối hôm qua em thấy nhớ anh quá trời. Ôi trời ơi, chết rồi. Ui, anh cũng nhớ em quá trời luôn. Lát nữa tụi anh phải về xưởng làm việc cho nên tranh thủ tới đây thăm em sớm. Dạ, con cảm ơn dì. Em cảm ơn mọi người. À, mọi người đã biết thêm thông tin gì về vụ tai nạn chưa? Nó còn giống như một vụ tấn công ha. Tôi thấy rất là sốc ạ. Nhưng mà không lẽ mọi chuyện là sự thật hả? Bên công an họ đang điều tra đó. Vẫn chưa có kết quả gì đâu. Chờ xem sao. Chú Tùng. Ngày mai là mình giao thuyền cho người ta rồi, chú nhớ không vậy? Dạ tôi biết rồi. À mà khoan, cho tôi hỏi cậu này, cái vụ tai nạn đến đâu rồi? Có manh mối gì không? Chưa có manh mối gì hết chú ơi. Vẫn còn đang coi tình hình nó làm sao nè. Con đang thắc mắc, không biết cái vụ này là đứa nào bày ra nữa. Mà mỗi lần nhìn thấy cái này sao thấy lo lắng cho tính mạng của những người thân của mình quá. Tôi cũng lo lắng quá. Cầu trời khẩn Phật cho tai qua nạn khỏi đó cậu. Chú, xe của ai chạy vô khu vực này vậy? Tôi nhìn không có rõ lắm. Ủa, cậu thấy ai lái vậy? Con nhìn cũng không thấy rõ nữa. Để con ra ngoài. Ê, coi sao. Chờ đã, đừng có đi một mình. Có chuyện gì nguy hiểm lắm. Cứ để con thử đi. Ý, đừng có liều mạng.